Ok, mời bà anh mình đi gội đầu cái đã. Tuy đã đi tập về rồi. Là sao đi làm rồi á? Sao mắt nào cũng đi về sinh ấy. Chị phải ra cho gì đâu. Đồng hồ nhỉ? Viện sao thế nhỉ? Sắp sau đây kịch này ba lô về áo gym. Áo gì đâu? Tay à? Tay gì đâu? Đi làm hả? Tay đi làm. Tôi sót của anh thay một hồi còn dài. Cái gì nhỉ? Ơ em cua nút video kia chưa? Video nhà ấy. Còn xem còn livestream cũng tắt livestream với cả xóa video livestream đi em. Là yếu đuối. Cầm một cối va thì có thể dựa dẫm trên trở lên view mà. Có rồi, có hai đối tượng 184 đóng lang chuẩn bị giới thiệu. Hay, hay, Giang. Nhưng mà anh nghĩ là ai? Hả? Là ai?
Chị gái chị không thích đâu. Bạn bạn anh mà. Chị gái chị không thích đâu. Hay là lén lại thích thích trẻ hơn 90, 91. Yeah. Cười gì? Oh, không cười anh. Cười to lên, chứ tưởng anh đang tưởng anh. Người ta cười không cười cả ố, người ta cười nhẹ nhàng. Ra chim ở bên cái trang của chú à? Hả? Ra chim ở đâu đấy? Lén tìm đi bạn nào. Không like ở trong YouTube ấy nữa. Tắt đi à? Vẫn đang like à? Hình như thế. Là tôi đang đứng vậy. Sao lại hình như em vào đi? Đây, vẫn đang like này. Đừng cây. Hả lén tí. Hả? Tắt đi ở trong này được không? Cái gì? 95, 85 mấy cả 84 kìa. Được xem nào. Biết rồi, có phải như vậy đâu. Chẳng chẳng gì, chẳng tao hào hứng hay tả đấy gì cả. Ờ, cũng đây là nó theo. Không gì, bây giờ hào hứng gì. Oh my god, mấy quả dưa này heo hết rồi. Ông quản chưa thở ơ vãi thở ơ chả ra ấy này quên nó mình chứ mình đang theo gì mình đang trả lời ạ à? Mình là tin nhắn người ta nghe này tiền thì chưa có này à bro. Anh nào đây nào luôn ta đi nhanh nhất nhanh vào luôn đi để tỉ hôm nay cái suốt ngày gầm gà gầm gừ tại vì khi mà đi một mình đấy quan đấy á chuyện đấy á vẫn tiếp vào gầm gừ thôi á bảo những chuyện đâu thế đây đang luôn đấy trả lời bình luận nhá tiền chưa có này chuyện chưa có gì muốn bao tiền muốn bao nhiêu tiền nhiều quá có thể là tiền thì không bao nhiêu nhiều mà thành video dài mấy tiếng nên mình phải xóa nhưng mà nó vẫn đang chạy cái mẹ không bao nhiêu tiền rồi bao nhiêu comment rồi comment nhiều đâu chủ yếu tin nhắn thôi comment mà bao nhiêu tiền comment chắc là trực tin nhỉ thì tôi yeah trời ơi sáng nay anh Hiệu đã chỉ tận nơi rồi thì to em thấy em thấy có chọn là con lăng hay không được ăn chứ nhưng mà thích một quả đâu em đấy mỗi được cắn nhẹ một miếng đâu rồi ngoài kia anh chồng mà còn gì đấy dưa lê to bằng tay rồi có ngoài kia có con chục quả rồi dưa lê chục là... một quả cho xem thôi dưa lê là ưa nắng à lê thì có già đấy nhỉ thì chính vì không có già nó được hơn chục quả nếu có già nó được 50 quả rồi bố, quả con nhưng mà tay nhiều limit luôn nhiều limited căng già như là limited ăn limited nhiều nhiều limit nhiều chứ bị giới hạn thì nhiều limit giới hạn như nhà là hàng tỷ quả không giới hạn còn 50 quả được rồi nhỉ có được quả nhưng ngón tay nó nhiều lắm mà nó không đụng nó không động được đấy không em nghĩ bình thường hỏng hết nó sẽ kiểu cũng chết thôi tỷ lệ sống sót không nhiều lắm quả nhỏ nhiều lắm nhưng không tèo hết mà nóng lắm ở trước cô không có điều hoài bây giờ chắc quả nó nhiều rồi để ăn lâu rồi để chúng góc nhỏ hơn một quả hai quả ba quả nhưng quả này nó quả này được. Quả này cách đây hai hôm nó to quả này xong rồi đừng em bảo nó lên đi chuẩn bị dụng em bảo nó lên đi tiềm năng lên được đấy chắc chắc chắn nó lên được nó bị héo tại vì em đã gọi là cầu nguyện cho nó rồi cách đây khoảng hai hôm quả này to quả này to quả này thu nhỏ lại bị teo à
Thôi, quả nào hỏng anh phải cắt bớt để nó nuôi những quả khác. Không phải anh muốn ăn cả giàn cả dây. Anh lắc ra xào ăn đi. Trên leo xào bây giờ. Còn học sinh gì này may làm đầu được. Bạn là uống. Học sinh gì vậy? Sáng 2 cốc. Sáng 2 cốc.